accfifa.com. Shop bán nick FIFA Online 4 uy tín, chất lượng, giá rẻ và bất kỳ những dịch vụ nào liên quan tới F4 thì accfifa.com đều có cả. Còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không truy cập accfifa.com để lựa chọn cho mình những app chất lượng nhất với giá thành tốt nhất. ShopTayCầm.com, thế giới tay cầm của bạn. $40 tỷ để cưới Puskas ngày đầu tiên. Cụ sinh năm 1927 với 5 sao kỹ thuật, danh tiếng huyền thoại, có chỉ số ẩn là sút vào tạt má ngoài này, kiến tạo, mã tốc độ, sút xa, tinh tế và tránh sai chân thuận. Đó là 6 chỉ số ẩn của Puskas. Thể hình dạng to, nhá, 1m72 và nặng 72kg, chân là 53. Cụ chậm chân trái à? Nếu như phụ cho chân trái có thể đá lệch trái như thế này. Tôi sẽ cho cặp song sát là Eusebio với Puskas trên hàng công. Test có vẻ ấm ấy. Những chỉ số đến từ Puskas thì sao nhỉ? Tốc độ 115 và tăng tốc 114. Dứt điểm, lực sút cũng rất cao các bạn ạ, gần 120x, như thế là ấm êm rồi. Vị trí CF là 112 và với cái chỉ số này thì hình như Puskas cũng là một trong những cầu thủ có chỉ số cao nhất trong game rồi. Dê giác cũng rất ngon nha, dê bóng 117, kéo léo 115, xoáy 110x, nhiều lắm. Nói chung chỉ số 110x cực kỳ nhiều các bạn nhé, đều. Nói chung chỉ số của cụ này rất là đều. Cụ Puskas này mà có sút xoáy nữa thì ngon, thật sự là như thế. Cụ này là team của Real Madrid các bạn nhé. Đây, sự nghiệp thì các bạn có thể búp team cho Real Madrid hoặc là Hungary các bạn ạ. Có vẻ hợp lý phết nhỉ. Có vẻ là Hungary, hôm nào mình sẽ làm một đội hình Hungary với Puskas là đồng đội. Được phết, hợp lý. Rồi bây giờ mình sẽ hoàn thiện lốt dàn team này của bạn chủ ác nhé. Bạn ấy vừa mua về những cái tên như thế này đây. Tôi sẽ đi chợ lốt. A few moments later. Chúng ta sẽ có cặp song sát là hai cụ Ferenc Puskas cùng với là Eusebio. Cụ Eusebio thì sinh năm 1942 và cụ Puskas này thì là 1927. Thì cụ Puskas này hơn cụ Eusebio cũng khá nhiều tuổi đấy ạ. Son Heung-Min, Totti sẽ là người hỗ trợ ngay phía sau. Ba cầu thủ tiền vệ là Ruud Gullit, Ballack cùng với Patrick Vieira. Cặp trung vệ là Varane cùng với Van Dijk. Cánh trái là Thierry và cánh phải sẽ là Ramos, thủ thành Areola nha các bác nhá. Được chưa nhỉ? Những bước chạy đầu tiên của Puskas sẽ là như thế nào đây? Một cái chân trái có yêu hay không? Chúng ta hãy cùng nhau chờ đón nha. Nói chung là như vậy thôi các ông ạ. Bây giờ tôi sẽ cùng với các ông đến với những bước chạy đầu tiên của cụ Puskas. Tôi xem cụ Puskas đá nào. Cụ có sút xa các bạn ạ. Cụ có sút xa cũng khá giống Eusebio, cũng có sút xa. Đây rồi, Puskas đóng thử vào. Cũng khá khéo các bạn ạ, nhìn tương đối mượt. Xin cái bàn nhờ. Đóng và được, đéo chịu được. Đó là Puskas, huyền thoại của Real Madrid. Eusebio hay quá nhờ. Puskas. Ui. Đóng. Rồi Son Heung-min. Puskas. Chơi luôn đấy. Vì vị à? Puskas nào? Son Heung-min. Trời ơi, Son Heung-min kìa. Chứ cứ để lại như thế làm cái gì không biết. Puskas. Mày chết chưa? Được của nó quá nhá. Hợp lý. Sao đóng phải vướng người không mà sao nó quật bóng thế nhở? Tôi xem lại nào. Ôi dồi ôi đéo. Ballack. Tầm như thế rồi thì bỏ lỡ thế nào được đây. Chạy rồi. Cắt đối đầu với ác luôn. Đẹp. Động tác giả. Đây là Puskas. Giật nào. Ôi, sung sướng phết nhỉ. Như này không được. Puskas. Michael Owen. Chọc luôn, hợp lý. Lựa lại cái chân trái. Cho cụ cũng được. Cho Owen cũng được. Ok. Đấy, Puskas. Chơi luôn. Uầy. Trời ơi, tôi không nghĩ là thằng kia nó bay giỏi đến như vậy đâu ạ. Cơ này cái chân trai nó đỉnh đéo chịu được các bạn ạ. Trời ơi, nhìn cụ vẩy kìa. Con mẹ mình giúp xương đéo chịu được. Hai 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 hai. Đây ơi. Đây ơi. Đây ơi. Uầy. Uầy. Sút vãi cả đáy nhá. Cụ sút uy tín đéo chịu được các bạn ạ. Cụ Puskas sút có uy tín không? Ui. Sướng sướng sướng. Ơ à. Sút nhanh thật các bạn ạ. Hay quá nhờ. Son Heung-Min. Hai. Son Heung-Min cũng có kỹ năng dứt điểm rất tuyệt vời. Eusebio. Son Heung-Min, tạt ra. Puskas. Khoai phết nhỉ. Hay quá nhờ. Ballack. Đỡ bằng niềm tin luôn ạ. Patrick Vieira và đây là Puskas. Được chưa nhờ? Được chưa nhờ? Đệt mẹ và chuyển dại quá. Nó vẫn còn. Đã có tác động dành cho Puskas. Và đó là penalty. Và sút ben của Puskas vào góc chữ A. Chưa được góc chữ A lắm. Đơn giản thật. Ôi trời. Chân phải. Nhẹ quá, nhẹ quá. Kìa. Mời tao lần nữa à? Mày mời tao à? Quả sút nó dã man thật sự ạ. Sút như muốn phá lưới ấy. Trời ơi, nhìn cái chân nó vung kìa. Đứng trụ sút mẹ như tàn phá khung thành. Kinh đẽm chịu được. Puskas sút sướng nhá. Sút sướng. Ôi. Con mẹ thằng thủ môn này. Puskas. Tỷ số là 3-1. Hay thế nhờ Eusebio. Hôm nay mùng 1 đầu tháng các bạn Quang của tôi nó kiêng các bạn ạ. Quang nó là nó hay tâm linh phết đấy. Hay quá nhờ. Hay quá nhờ. Trời ơi, quả đánh đầu kìa. Với cả mới thay đổi cả gameplay nữa nên là đôi khi chúng ta cũng thấy nó sẽ khó khăn hơn ở những cái thời điểm đầu tiên như này. Rồi, chúng ta đến với những bước chạy đầu tiên thôi. Puskas. Ferenc Puskas. Xe này nó đóng thì vỡ mồm mình chết. Hay quá. Gullit. Gullit khỏe nhờ. Eusebio. Hay quá. Quả đấy mà vướng không vướng người nguy hiểm phết các bạn ạ. Puskas. Puskas. Không được. Và tạ bóng cũng là khá đẹp dành cho Eusebio. Từ từ thôi. Grab 3. Đổi cánh bọn này à? Wow. Khi nào có ai cần Henry ông? Henry thì em đang check thôi. Có thể là hôm nay hoặc là ngày mai các bác nhé. Từ trong hôm nay ngày mai là mình sẽ lên sóng hết thôi. Mấy icon mới này. Ferenc Puskas. Ui. Kìa. Xinh là tốt nhờ, C7 tuổi té này. Lùng ca lùng củng phải không ạ? Areola, Eusebio phối hợp cùng với Puskas, hai cụ chạy đây. Đây ơi, ấm em. Chuyền nhẹ đấy. Quẩy chuyền nhẹ quá. Quẩy chuyền chưa được thật. Chưa được chuẩn. Làm gì có lỗi bạn ơi. Puskas. Vẫn là Puskas. Tạt vào trong cho Eusebio. Gullit đỡ bằng niềm tin luôn đi bạn ơi. Được quá nhờ. Em có 18 tỷ, anh đi chợ giúp em với. Anh cảm ơn Tiến Mai nhá. Gửi luôn qua fanpage giúp anh. Em có Henry, anh có test không? Trung Kiên ơi, gửi qua giúp anh. Em gửi qua fanpage giúp anh nhá. Nhắn cho anh cái tin là Henry icon cái. Anh lên đồ sớm thôi. Nói chung mấy con hạng icon mới này nhiều anh em cũng đang rất là quan tâm và chú ý. Mình cũng đang cố gắng mang đến cho anh em những thước phim đầu tiên về những con hàng này. Thierry. Tôi nghĩ là mỗi đội một con hàng icon mới nữa các bạn ạ. Nhiều quá sợ mình test nó không hết. Đây là mỗi con một chút nhá. Trải nghiệm mỗi con một sâu một tí. Dồn bóng nhiều cho thằng chủ lực. Son Heung-Min. Ơi á. Bị ơi. Cứ tưởng dễ đấy mà ăn. Ferenc Puskas. Vẫn là Puskas. Tỷ số là 2-0. Thực ra Puskas đi bóng hay thật. Khéo vãi cả đài luôn các bạn ạ. Quả này thì quá dễ cho Eusebio rồi. Hay quá. Hình như hôm nay là reset lại rank hả anh em? Có đúng không? Hôm nay reset rank hay sao ấy nhỉ? Ai cũng đá mới sao đúng không? Puskas và xịt kiểu gì nhờ? Cho một lần xịt. Chân dài đỉnh đéo chịu được. Với những thằng bình thường đéo thì là vào được đâu. Nhưng mà với một Puskas thì nó lại dễ. Chân trái yêu đấy. Rồi chúng ta đến với hiệp 2. Ai à? Rank mới à? Mình cũng không để ý lắm đấy. Nó là rank mới các bạn ạ. Vì tôi thấy mùa trước mới kết thúc mà bây giờ đã lên mùa mới rồi. Chắc update quả này nó cũng không giữ được rank lại, thành ra nó phải làm lại luôn. Kìa. Chạy nào. Son Heung-Min. Trời ơi, quả đấy bạn ra ngoài được. Khó tin với Son Heung-Min thật. Ai? Mẹ Ramos này đánh cụ. Hay quá nhỉ. Varane đá rất tốt luôn. Tierney, Puskas, đấm cụ về cho anh em. Hay quá Puskas. Quả ảo cụ ơi, ra chân nhanh nhỉ. Ý chết đấy chứ. Eusebio, cụ Puskas của mình đâu ấy, cụ đứng chỗ nào ấy nhỉ? À kia trong vòng cấm thấy rồi. Mình xin Puskas. Ôi ôi, chuyền nhầm thế. Bí lắm bạn ạ. Puskas đây rồi. À đây, Puskas đây ạ. Từ từ. Đệt mà A thằng khó kìa. Ôi Ruben Village đi bóng tự tin đấy bạn. Ôi chuyển bên kia đáo chuyển. Chuyển sâu làm gì. Sai lầm. Puskas. Vì vị chưa ấy nhở. Đỡ làm gì được, đỡ làm gì được, đỡ làm gì được. Các dữ điểm cũng rất chất lượng đấy. Uy tín, uy tín, uy tín cụ ơi. Đẹp trai nhỉ. Nhìn cụ ấy lại hình ảnh nó cũng là thời trẻ trẻ thôi. Nhìn phong độ vãi chưởng. Son Heung-Min. Vẫn là Son Heung-Min. Bắn là spin chết ngay. Cụ đâu rồi. Cụ đâu rồi. Cụ sút vội quá, vậy mình xin lỗi nhá. Rồi mình giữ lại là đóng chết ngay. KingmanSport.vn. Thế giới đồ thể thao làm không chỉ đẹp mà còn giá tốt.